Chào mừng tất cả các bạn đến với giải đua xe đạp online nha. Và mình là Quỷ Buffet Blue đây. Anh trai ơi, xong chưa anh trai? Chuẩn bị cái gì từ nãy chứ mấy giờ mà lâu dữ vậy? Và hiện tại là mình với anh trai này đang chuẩn bị tham gia đua xe đạp nha các bạn. Giải đua xe đạp online bắt đầu. Anh trai ơi, cái gì mà lâu dữ vậy anh trai? Em chờ anh trai từ nãy cho đến bây giờ nửa tiếng rồi đó. Phải như vậy chứ các bạn, anh chờ mình hay sao đó. Anh trai ơi, cứ từ từ thôi nha anh trai. Em chấp anh trai chờ trước luôn đó. Mà các bạn có thấy điều gì đó sai sai đây không? Anh trai này thì chạy xe đạp, còn riêng mình thì chạy xe đạp máy nha các bạn. Bởi vì anh trai này là vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp đó các bạn ơi. Còn mình là Quỷ Bằng Phệ Blue, mình khá là mập mạp chậm chạp luôn. Mình mà đạp con xe đạp này á, đi đến đất chắc tới sáng mai quá các bạn. Cho nên á là anh chấp mình nha. Ui em thỏ. Mai quá các bạn ơi. Em thỏ xíu chút xíu thành thỏ nướng rồi. Ui, mình mãi mê nói chuyện anh trai này đạp xe đúng nhanh luôn các bạn. Anh trai này là vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp mà. Anh đạp nhanh lắm các bạn ơi. Rồi, đua với em đi anh trai ơi. Mình chạy con xe đạp máy này các bạn, cho nên là mình vừa chạy mình vừa vỡ nha. Mình không có tập trung được. Sao anh trai? Điểm đích là đâu vậy anh trai? Ui các bạn ơi kìa, anh đạp quá chừng luôn. Hello, xin chào anh trai nha. Từ từ thôi anh trai ơi, từ từ thôi. Ui. Người ta tập trung, người ta đạp quá chừng luôn các bạn. Còn mình chạy xe đạp máy nè. Ui. Mình nhầm rồi các bạn ơi. Tự dưng mình bấm cái nút đạp chứ vậy. Anh trai ơi, anh trai có sao không? Rồi luôn các bạn ơi. Anh trai làm slide rồi. Nhưng mà làm slide cũng biết lựa chọn lắm nha các bạn. Lựa chọn ngay bóng cây luôn mới ghê chứ. Mọi người ơi, mọi người giúp mình gọi điện xe cứu thương đi. Mọi người ơi, ui da anh trai ơi. Anh trai giúp em gọi điện xe cứu thương đi anh trai. Ở đây có người bị thương rồi anh trai ơi. Anh trai giúp em đi mà. Anh trai xuống xe giúp em đi. Ở đây có người bị thương rồi anh trai. Ừ, sao lại lấy xe của người ta? Thôi mà, em không muốn đánh nhau với anh trai đâu. Anh trai ơi, anh trai có số cứu thương không? Điện thoại giúp em đi. Ở đây có người bị thương nè. Sao kỳ vậy ta? Anh trai này, anh không giúp mình luôn các bạn, mà anh còn đánh mình nữa kìa. Này thì đánh mình nha. Hồi nãy là giải đua xe đạp online luôn các bạn. Còn bây giờ sẽ là giải boxing online. Anh trai ơi, đứng lên đi. Giải boxing online bắt đầu. Một khi giải boxing online bắt đầu rồi thì anh trai không được chạy đâu. Xuống xe đi anh trai ơi. Anh trai không được chạy đâu. Giải boxing online đã bắt đầu rồi thì anh trai không được chạy nha. Này thì chạy với em nè. Tự dưng đánh mình xong rồi bây giờ bỏ chạy các bạn. Sao mà chạy được với mình? Sao mà chạy được với mình? Rồi bây giờ mình sẽ đi đến chỗ hẹn với những người bạn của mình nha các bạn. Những người bạn của mình có hẹn mình đua thêm một cuộc đua nữa. Rồi những người bạn của mình đâu rồi ta? À mình thấy là các bạn ơi. Ở đây là các bạn. Sao rồi mọi người? Mấy anh trai kia đâu? Hello xin chào mọi người, mấy anh trai kia đâu? Hồi nãy là em thấy hình như là có hai đội đua mà mọi người đúng không? Sao bây giờ chỉ còn mọi người thôi vậy? Ui các bạn ơi, lại lôi mình xuống đánh mình nữa kìa. Cái gì vậy mọi người? Mọi người muốn đua xe với mình nhưng mà tại sao lại đánh mình? Ơ, mình nghe rằng ở đây có một loại quả kỳ lạ, nó đang kêu gọi mình thì phải các bạn ơi. Ở đâu ta? Từ từ mấy anh trai ơi, đừng có đánh em nữa mà. Để em đi tìm loại quả kỳ lạ đã. Mọi người đừng có đuổi theo đánh em. Loại quả kỳ lạ đâu ta? Mình nghe tiếng gọi, nó khá là gần đây luôn các bạn. Sao mấy anh trai cứ đuổi theo đánh em hoài vậy? Sao mà mọi người cứ đuổi theo đánh em hoài vậy? Rõ ràng là em nói là em không muốn đánh nhau với mọi người đâu mà. Ui các bạn ơi, mấy anh trai này là vỡ sĩ hay sao đó? Đánh đấm y chang là thật luôn. Anh trai này để tóc hai mái này các bạn. Ui. Để tóc hai mái mới ghê chứ. Rồi, đánh em đi anh trai ơi. Em tiếp chiêu nè. Ơ sao kỳ vậy ta? Sao mình né không được ta? Em tiếp chiêu nè. Anh trai đánh em đi. Đánh em đi. Ui. Anh trai này nấp ao một cái các bạn ơi. Đau lên nha anh trai. Đau em đó. Rồi các bạn ơi, hai anh trai này đã ngủ của từ rồi. Bây giờ mình sẽ kéo hai ảnh vào gốc cây cho ảnh nằm nha. Ui cái gì mà xấu như vậy. Ảnh nằm cái tướng đúng xấu luôn. Tiếp theo sau là anh trai này nha. Rồi các bạn, mình sẽ để cho hãng nằm ở đây. Một chút nữa hãng tỉnh lại thôi các bạn ơi, chứ không sao đâu. Loại quả kỳ lạ ơi, bạn ở đâu? Mình nghe tiếng kêu gọi khá là gần ở đây luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi một vòng mình xem thử nha. Loại quả kỳ lạ, ở đây có không? Không có rồi các bạn ơi. À, mình thấy rồi các bạn. Loại quả này, hoa của nó là màu hồng nha. Mình nhớ loại quả này nó có ba màu các bạn. Bông màu trắng nè, bông màu vàng, bông màu hồng. Mỗi loại
nó sẽ cho mình sức mạnh khác nhau nha. Có loại thì cho mình tiến hóa nè, có loại thì cho mình sức mạnh nè, có loại á thì nó hạ thấp sức mạnh của mình các bạn. Mà mình không biết loại này là loại nào đấy ta. Thôi, mình sẽ ăn vào luôn nha các bạn. Biết đâu nó sẽ cho mình sức mạnh mới thì sao? Nào, 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 nào. Được rồi các bạn ơi, ăn loại quả kia lạ vào nè. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao giọng nói của mình nó lại bị thay đổi rồi? Mình đã bị glitch rồi các bạn ơi. Mà các bạn nhìn nè, hình dáng của mình sao kỳ như vậy? Mình chạy không nổi luôn các bạn. À, mấy anh trai này biến thành zombie rồi các bạn ơi. Và chị này, mọi người chạy đi mọi người ơi. Tại sao mình lại hành động có hiểu đến như vậy? Mình tấn công mọi người rồi các bạn ơi. Không lẽ mình là tạo ra zombie hay sao? Các bạn nhìn kìa, anh trai kia đã biến thành zombie luôn rồi các bạn. Từng bước chân của mình bây giờ mình chạy không nổi luôn. Mọi người ơi, mọi người đứng yên lại đi. Mọi người đừng có chạy mà. Bà chị kia nữa, chạy đâu? Sao tự nhiên bây giờ mình lại muốn tấn công mọi người dữ vậy ta? Mình không hiểu là chuyện như sao đâu các bạn. Anh trai ơi, anh trai dừng lại đi anh trai. Anh trai đừng có chạy mà. Anh trai đừng có chạy mà. Có hiểu thật sự luôn các bạn. Tại sao bây giờ mình lại muốn tấn công mọi người cơ chứ? Bà chị ơi, xuống xe nhanh lên đi bà chị. Ui, bà chị kia đụng anh trai rồi các bạn. Bây giờ tất cả mọi người đều sẽ trở thành zombie nha. Nhưng mà ở khu vực này khá là vắng luôn các bạn. Cái con nhân vật của mình nó cứ ho khẹt hoài các bạn. Nghe cái giọng nó đúng khó chịu luôn á. Thanh niên này đó, các bạn có nghe không? Cái giọng của nó cứ khọt khẹt, nghe khó chịu ghê luôn các bạn. À, anh trai thu ngân nha. Bây giờ anh trai thu ngân sẽ trở thành người bạn của em nha. Quỷ bụng phệ Blue Glitch đến đây. Anh trai ơi, anh trai không chạy được với em đâu. Rồi còn mọi người trong khu quân đội nữa hả? Lại đây đi. Mình không sợ đâu nha. Được rồi các bạn ơi, anh trai thu ngân đã trở thành đồng đội với mình rồi. Bây giờ tiếp theo sẽ là thêm mấy anh trai cảnh sát nữa nha. Hello, xin chào hai anh trai đang đi bộ qua đường. Và em là quỷ bụng phệ Blue bị Glitch đây. Toàn bộ cơ thể của mình nó bị gần hết rồi các bạn ơi. Cặp mắt của mình nó cũng đã thay đổi luôn rồi nha. Vương miệng của mình nó cũng bị Glitch luôn rồi các bạn. À, anh trai đụng em đúng không? Được rồi, không sao đâu anh trai. Anh trai đừng có chạy mà. Mà chán ghê vậy các bạn. Cái giọng của mình nó cứ bị khẹt 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 hoài ta. Kẹt một lần thôi, người ta thấy người ta đã sợ rồi. Kẹt gì kẹt hoài à. Một chút xíu nó bị đau họng thì đừng nói sao xui nha. Ui các bạn ơi, đánh anh trai này một cái thôi, anh trai này xỉu liền luôn. Rồi tiếp theo sẽ là mấy tên cảnh sát bên kia nữa. Các bạn nhìn nè, bây giờ mấy tên cảnh sát cũng biến thành zombie luôn nha. Mọi người biến thành zombie với em cho vui mọi người ơi. Một mình thì biến thành zombie hơi bị bùi nha các bạn. Mọi người ở đây sẽ biến thành zombie với mình luôn. À, mình chợt nhớ ra là ở đây có hai anh trai siêu nhân nha các bạn. Ui các bạn nhìn nè, bây giờ tốc độ của mình cũng bút lên nha các bạn. Chạy nhanh hơn là lúc trước nữa. Đó, công nhận mình biến thành zombie không phải là một điều gì đó xấu xa đâu nha các bạn. Mình được bút sức mạnh rồi các bạn ơi. Ồ, mình được tăng sức mạnh rồi. Nhưng mà có điều quá là cơ thể của mình xấu xí hơn một chút nha. Thay đổi toàn bộ luôn các bạn. Cái miệng của mình nè, cặp mắt của mình nè, tất cả mọi thứ đều thay đổi luôn. À, anh trai siêu nhân nha, anh trai siêu nhân nha. Chạy đâu anh trai? Đây các bạn nhìn nè, siêu nhân mà biến thành zombie thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Siêu nhân mà biến thành zombie thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Rồi, anh trai siêu nhân để biến thành zombie rồi các bạn ơi. Rồi còn anh trai này nữa. Chạy đâu anh trai? Anh trai chạy đâu? Rồi rồi các bạn ơi, khu vực này có khá là nhiều người luôn nè. Bây giờ mình sẽ lây nhiễm mầm bệnh cho tất cả mọi người nha. Mình sẽ lây nhiễm mầm bệnh zombie cho tất cả mọi người nha. Tấn công mọi người nè. Đừng có chạy mà. Bỏ các bạn thấy không? Con zombie siêu nhân. Ui, đừng có đánh người ta mà. Chủ yếu là mình tìm đồng đội thôi nha các bạn. Chứ mình không có đánh mọi người đâu. Mà các bạn nhìn kìa, cái vệt máu của nó cũng màu đen đó các bạn. Ui, zombie này ghê quá các bạn ơi. Rồi, chạy đâu anh trai, chạy đâu anh trai. Mà có một điều mình không thích cái bản mod này nè các bạn. Nó cứ khọt khẹt suốt à. Nghe khó chịu ghê luôn. Cứ từ từ thôi mà. Làm gì mà gấp gáp.
Mọi người ở đây thì hiện tại bây giờ đang hoảng loạn bỏ chạy nha các bạn. Nhưng mà làm sao chạy được với mình? Làm sao mà chạy được với mình? Làm sao mà chạy được với mình? Mọi người ơi, mọi người hãy lây bệnh cho tất cả mọi người trong thành phố này đi. Được rồi các bạn ơi, tốc độ lây nhiễm phải nói khá là nhanh luôn nha. Ở phía trước mặt mình nữa kìa. Rồi anh trai, gọi điện báo cảnh sát hả? Ui, con anh trai này các bạn ơi, cầm cái bóng chày đánh mình mới ghê chứ. Này thì đánh mình hả? Này thì đánh mình hả? Làm sao mà đánh được mình? Làm sao mà đánh được mình? Mình đánh một cái thì các bạn là muốn đi gặp ông bà rồi. Mà vẫn còn muốn đánh mình chứ. Vẫn còn muốn đánh mình nè, vẫn còn muốn đánh mình nè. Có cái gậy bóng chày luôn hả? Các bạn nhìn kìa, những người bạn của mình sẽ trở thành zombie tấn công với anh trai này nha. Chạy đâu anh trai? Gọi điện báo cảnh sát làm gì? Gọi điện báo cảnh sát làm gì? Anh trai hãy trở thành đồng đội với em nè. Gọi điện báo cảnh sát làm gì không biết nữa. Phải như vậy đó các bạn. Gọi điện báo cảnh sát nè. Gọi điện báo cảnh sát nè. Tất cả mọi người sẽ thành đồng đội với em nha. Rồi là các bạn ơi, mà công nhận nhân vật của mình nó bị glitch đó. Nó đúng hung dữ luôn nha. Tấn công tất cả mọi người các bạn, không chừa một ai luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lây nhiễm nguồn bệnh zombie cho tất cả mọi người nha các bạn. Ngày hôm nay tụi mình đi chơi vui quá các bạn ơi. Thì lúc nãy mình có cùng với những người bạn của mình đi về vùng quê bất ổn để đi thăm bà ngoại Danny ha. Bây giờ thì tụi mình quay trở về thành phố này các bạn. Nhưng mà hồi nãy ở cái đoạn kia mình thấy mọi người làm gì có vẻ hoảng loạn dữ vậy ta. Hello, xin chào mọi người nha. Bây giờ mình sẽ chở những người bạn của mình đi về nhà nha các bạn. Ơ, chuyện gì vậy? Ơ, các bạn nhìn kìa, mình thấy ở dưới kia có chuyện gì vậy ta? Hả? Green, bạn bị gì vậy Green? Người bạn của mình bị cái gì vậy ta? Sao tự nhiên chạy bỏ mình rồi? Bạn ơi, bạn lên xe đi. Bạn bị cái gì vậy? Các bạn nhìn kìa, hiện tại bây giờ toàn bộ thành phố, mọi người bị biến thành zombie hay sao đó các bạn? Rồi, bạn con Hồng nè, lên xe với mình đi. Bạn Green của mình bị biến thành zombie rồi các bạn ơi, tấn công mọi người luôn kìa. Nào bạn Green ơi, bạn Green, không ổn đâu các bạn. Mình không biết là người bạn Green của mình bị nhiễm zombie hồi nào luôn á. Lúc nãy còn ngồi chung xe với mình mà ta, sao tự nhiên vừa nhảy xuống xe lại biến thành zombie rồi. Thành phố bây giờ mọi người bị nhiễm bệnh rồi các bạn ơi, làm sao bây giờ đây? Nhưng mà ở khu vực này thì vẫn còn khá là an toàn nha. Chỉ có ở ngoài kia thôi các bạn. Vậy thì bây giờ mình sẽ ghé mình mua đồ nha. Chuẩn bị thức ăn cho ngày tận thế rồi các bạn. Zombie xuất hiện tấn công tất cả mọi người rồi. Từ từ thôi bạn Pin ơi. Người bạn của mình có cả vũ khí luôn mới ghê chứ. Từ từ tới bạn, từ từ tới bạn. Bây giờ mình sẽ ghé vào đây, mình tìm thức ăn nha. Dừng xe lại. Rồi, bạn Pin ơi, vào đây lựa thức ăn nhanh lên. Ơ anh trai này, mình nhớ lúc nãy mình biến thành quỷ bông phệ Blue phiên bản glitch. Mình đã tấn công ảnh vào người ta. Mà sao bây giờ ảnh vào cửa nước ở đây các bạn? Anh trai này ảo thật à? Rồi, nhặt thức ăn. Chuẩn bị rời khỏi đây thôi các bạn ơi. Mình nhặt thức ăn vừa đủ thôi nha. Anh trai ơi, anh trai rời khỏi đây nhanh lên đi. Chỗ này một chút nữa. Ôi các bạn ơi, có zombie kìa. Bảo màu hồng ấy, bảo màu hồng. Rồi luôn các bạn ơi, người bảo màu hồng của mình cũng bị biến thành zombie luôn rồi. Người bảo màu hồng của mình chậm quá các bạn. Người bảo màu hồng của mình còn tỉnh không? Lên xe đi chung với mình nè, mình chờ bạn. Bạn lên xe đi chung với mình đi. Các bạn nhìn kìa, người bạn màu hồng của mình đang đi lại gần mình. Mà mình không biết có tấn công mình hay là không nữa. Bạn ơi, bạn đi lại đây với mình đúng không? Bạn muốn lên xe đúng không? Bạn lên xe với mình đi. Rồi luôn các bạn ơi, thôi. Người bạn màu hồng của mình biến thành zombie rồi các bạn. Mình sợ là người bạn màu hồng của mình lại đây tấn công mình đó các bạn ơi. Bạn muốn lên xe không? Ơ, là chuyện gì vậy? Tự dưng zombie tấn công thành phố, rồi mình lên 2 sao luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy lại đây để mình xem thử là người bạn Green của mình đã sai nha các bạn. Người bạn Green của mình không biết đi đến đâu rồi. Còn người bạn màu hồng nữa. Mấy anh trai ơi, rồi khỏi đây nhìn lên đi mấy anh trai ơi. Thành phố này bây giờ mọi người đã biến thành zombie đó. Rồi, từ từ thôi. Mấy anh trai cảnh sát này, mình không biết lý do vì sao là các bạn mà đuổi theo truy nã mình suốt à. Người bạn Green của mình đã rời khỏi đây rồi các bạn ơi. Khu vực này rõ ràng hồi nãy mình thấy mọi người biến thành zombie mà ta. Sao bây giờ mọi người đi đứng bình thường vậy? Một con zombie này các bạn. Cảnh sát tấn công zombie, rồi cảnh sát tấn công lại cả mình nha. Còn người bạn Pin của mình nữa, không biết là người bạn Pin của mình đâu rồi. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Hiện tại bây giờ trong thành phố này mọi người đều biến thành zombie rồi. Người bạn Pin của mình cũng biến mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Ừ, chuyện gì là xảy ra vậy?
hai người bạn của mình. Mình thấy rõ ràng là biến thành zombie, chạy vòng vòng ở đây mà. Mình mới chạy lại thôi các bạn, thì những người bạn của mình đã biến mất rồi. Thôi thôi thôi, tắt sao, tắt sao, tắt sao, tắt sao. Hả? Mình không tắt sao được luôn. Mình lên sao thì được nha các bạn. Nói các bạn nhìn kìa, mình lên 4 sao thì được nha, còn mình xuống sao thì không được. Rồi, tắt chế độ trí não luôn nè. Mọi người bây giờ trong thành phố đều bị biến thành zombie rồi các bạn ơi. Có cả trực thăng luôn hả? Mà tính ra mình có làm gì đâu các bạn. Mình là quỷ bổn phệ màu vàng, mình hiền lắm luôn đó, mình có làm gì đâu. Mà tại sao bây giờ cảnh sát nè, rồi cái đội đặc nhiệm SWAT nữa, tất cả mọi người bây giờ đang đuổi theo bắt mình nha. Mình không biết là mình làm gì luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy vào đây để mình trốn cảnh sát cái đã. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Cảnh sát thì đang truy nã mình, rồi còn có cả zombie nữa. Bây giờ mình sẽ núp ở đây để mình trốn cảnh sát nha. Hy vọng là mọi người sẽ không tìm thấy mình. Khó hiểu thật sự luôn các bạn. Tự dưng mình chở những người bạn của mình đi chơi. Hả? Mình vừa hết sao? Cái này nhớ lên 2 sao lại các bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình vừa hết sao luôn á. Chỗ này có một con zombie nè. Này thì zombie nè. Hai con zombie luôn. Mình vừa hết sao các bạn. Mình không biết lý do vì sao luôn. Tự dưng mình nhảy lại 2 sao ngược. Mấy anh tay cảnh sát này, ngày hôm nay làm việc là hơi bị khó hiểu đó nha. Rồi mọi người ơi, hình như là tùy khu vực hay sao đó các bạn. Ở trên kia thì zombie xuất hiện khá là nhiều luôn, còn ở chỗ này thì mình thấy mọi người có vẻ bình thường rồi các bạn ơi. Mọi người ơi, mọi người rời khỏi thành phố đi mọi người. Mọi người rời khỏi thành phố đi. Mọi người rời khỏi thành phố đi. Mình phải đặt bom mình nổi như vậy đó các bạn, để mình cảnh báo mọi người nha. Chỗ này không biết có zombie hay là không đây ta. Để mình xem thử đã nha các bạn. Hình như không có zombie rồi các bạn ơi. Chỗ này không có zombie rồi. Được đó. Khu vực này có vẻ khá là ổn nha. Còn ở trên kia nó mới loạn đó các bạn. Trên kia có zombie. Ơi, mình thấy rồi các bạn ơi. Có một con zombie kìa. Đây các bạn ơi. Một con zombie nè. Được đó các bạn. Mình đã tấn công hết một con zombie rồi. Bây giờ mình sẽ giúp đỡ mọi người tiêu zombie nha. Lại thêm một con zombie nữa chứ. Mấy anh đại cảnh sát ơi, chạy đi mấy anh đại cảnh sát. Đó các bạn thấy không, anh trai này á, anh chạy cái dáng này á là mình biết zombie này các bạn. Rồi luôn, một con zombie, hai con zombie. Hình như hồi nãy mình thấy có thêm một anh đại cảnh sát zombie nữa các bạn. Ba con zombie, bốn con zombie luôn hả? Zombie nè. Mấy anh đại cảnh sát ơi, zombie kìa mấy anh trai. Zombie nè. Đặt bom cái đó luôn các bạn. Zombie cảnh sát hả? Ôi, thêm một con zombie nữa. Zombie nè. Mình đặt bom, mình kích nổ các bạn mà nó không sao luôn kìa. Nó còn ngồi dậy, nó tấn công mọi người bình thường nha. Zombie gì mà trâu bò dữ vậy? Ui, sao lưng mình đó hả? Này thì zombie nè. Như vậy là bây giờ trong thành phố tất cả mọi người đều bị nhiễm bệnh rồi các bạn ơi. Chắc mình phải đi về nhà ngoại Danny quá. Anh trai này nó ui. Xe của mình đừng mà. Chạy. Sức khỏe của mình là khá như các bạn. Mình không thể nào dễ dàng mình biến thành zombie như vậy đâu. Đó các bạn thấy không, sức khỏe của mình khá nha. Mình bị cắn đâu đó tầm khoảng là 8 đến 9 lần nha các bạn, mình mới bị biến thành zombie được. Còn mình bị cắn 1-2 lần á thì mình không thể nào mình biến thành zombie được đâu. Còn những người bạn của mình hồi nãy là mình không biết lý do vì sao nữa các bạn mà mọi người biến thành zombie. Quy cảnh sát hả? Chạy. Mấy anh cảnh sát ơi, có zombie kìa. Mấy anh trai đừng có đuổi theo em chứ. Thôi không ổn rồi các bạn ơi. Toàn bộ thành phố bây giờ tất cả mọi người đều đã bị biến thành zombie rồi. Bây giờ mình sẽ đi về vùng quê bất ổn để mình tạm thời mình trú nạn nha các bạn. Chứ bây giờ ở đây là không tốt rồi các bạn ơi, không tốt rồi. Mình đi đến đâu thì mình gặp zombie đến đó nha. Ném lựu đạn vào zombie, zombie cũng không xi nhê nhầm nhòi luôn. Mà các bạn nhìn nè, tùy ở mỗi khu vực hay sao đó các bạn. Chỗ này thì mình thấy mọi người có vẻ khá là bình thường luôn. Rồi luôn các bạn ơi, bà chị này bị nhiễm bệnh rồi. Các bạn nhìn nè, ở đây á là không có bị bệnh luôn các bạn. Bà chị này tự dưng bà bị nhiễm virus, rồi bà biến thành zombie luôn. Mà mình không biết là virus nó xuất phát từ đâu nữa các bạn ơi. Thôi, chuồn. À, mình có bom xăng này các bạn. Bây giờ mình sẽ ném bom xăng vào zombie nha. Zombie nè. Bệnh này nó phát triển đúng nhanh luôn các bạn ơi. Chỉ cần một chút thôi là tất cả mọi người đều sẽ biến thành zombie nha. Cái bệnh zombie này nó nguy hiểm ghê luôn đó các bạn. Đó, phía trước mặt mình hai con zombie nè, đốt cháy hai con zombie luôn. Mà không biết hai con zombie này nó có bị sao hay là không nữa. Ôi các bạn nhìn kìa, zombie lửa luôn hả?
Hỏi các bạn, chạy bình thường luôn kìa, không sao luôn kìa. Ghê như vậy. Này thì zombie lửa nè, này thì zombie lửa nè. Cảnh sát mà đứng đây bắn mình đó các bạn thì zombie cũng sẽ tấn công cảnh sát luôn nha. Thôi thôi thôi, chuồn cái đây là thượng sách thôi các bạn. Mà mấy anh này cảnh sát cứ đuổi theo mình hoài à. Con xe của mình thì khá là yếu nha. Bây giờ mình sẽ mượn một con xe, rồi sau đó mình sẽ chuồn khỏi đây nha các bạn. Con xe nào được đây ta? Mình sẽ mượn một con siêu xe nha các bạn, với động cơ siêu khỏe luôn. Con xe này mua trần thì cười mía quá. Bây giờ tận thế đến đây rồi các bạn, zombie tấn công mọi người. Mà mình còn kén chọn siêu xe chứ. Siêu xe mà phải đẹp nha, chứ siêu xe xấu á thì không chịu đâu các bạn. Mình quay trở lại khu vực này là đúng luôn đó các bạn ơi. Khu vực này là zombie xuất hiện khá là nhiều luôn nha. Mọi người ơi, có ai có siêu xe không mọi người? Mọi người cho mình mượn siêu xe với mọi người ơi. Ui, mình vừa đụng một con zombie luôn các bạn. Khu vực này là zombie dày đặc đó các bạn ơi, không ổn đâu. À, đây là các bạn ơi, mình sẽ mượn một con xe với hình dáng là Bumblebee nha. Ui, con xe phía trước này đẹp rồi các bạn ơi. Đây, 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 đây. Con xe này đẹp rồi các bạn, tận thế rồi. Mượn xe cũng phải kén nữa. Con xe này đẹp rồi các bạn ơi. Rồi, chuồn của thành phố thôi, mình đã có siêu xe rồi. Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video mình đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.